Nhận định, dự đoán bóng đá Colombia với Chile lúc 6:00 ngày 29 tháng 6 ở vòng tứ kết Copa America. Hàng công của Chile đang thi đấu không ổn định, do đó họ sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong công cuộc ghi bàn vào lưới hàng thủ chắc chắn đến từ Colombia. Thành tích đối đầu, đội hình dự kiến trước trận đấu, link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Đương nhiên Colombia được đánh giá cửa trên ở trận đấu này, họ đã kết thúc vòng bảng với cả 3 chiến thắng. Đáng chú ý, đội bóng này vẫn chưa phải nhận một bàn thua nào sau 3 trận đấu. Người hâm mộ vẫn có chút nghi ngại cho cửa trên ở trận này khi mà Chile cũng đã vô địch trong những năm gần đây. Dẫu vậy màn trình diễn vừa qua của Chile là không đủ để người hâm mộ phải lo lắng đến vậy. Trước hết là dàn sao từng lên ngôi vô địch Copa America 2 năm liên tiếp của Chile, họ không còn giữ được phong độ ấn tượng như trước. Bên cạnh đó, hai lượt trận cuối cùng cũng phần nào thể hiện sự hạn chế của đội bóng này. Họ chỉ có thể vượt qua Ecuador với tỷ số 2-1 nhờ thi đấu hơn người. Ở trận đấu cuối cùng khi đối đầu với Uruguay, mọi thứ đã lộ rõ hết khi Chile để thua với tỷ số 0-1. Có thể thấy được câu chuyện trong quá khứ với những kết quả tưng bừng của Chile giờ không còn mang đến sức hút cho giới mộ điệu. 10 lần chạm trán với Colombia, Chile đã có tới 4 chiến thắng, hòa 4 và chỉ thua 2 trận. Đó là hai trận đấu từ khá lâu vào năm 2012 và 2006. Nhưng cơ hội lúc này lại đang mở ra cho Colombia để họ có thể viết lại lịch sử đối đầu trước Chile. Dự đoán, Colombia 1-0 Chile.